Thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và trên màn ảnh của chúng ta đã có sự góp mặt của ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Hoa Thị Đốn, từ Washington DC. Xin chào anh Khanh, thưa anh. Dạ vâng, và một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Kali Today và gửi lời chào đến Xuân Nam. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn xin được gửi đến quý vị khán thính giả là những câu chuyện liên quan đến giải vô địch bóng tròn thế giới, tức là World Cup đang diễn ra tại Qatar. Tôi phải thưa với anh Xuân Nam một điều là như thế này. Ở vòng bảng thì chúng ta thấy rõ ràng là có rất nhiều trận đầy bất ngờ. Chẳng hạn như là đội tuyển Ả Rập Xê Út, tức là Saudi Arabia, thắng đội tuyển Argentina, thắng vân vân và vân vân, tức là nó có nhiều chuyện rất là đặc biệt. Nhưng mà cái quan trọng nhất, thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, là chúng ta để ý thấy là có hai đội tuyển lừng danh ở châu Á, tức là đội tuyển Nhật Bản là một và đội tuyển Nam Hàn là hai, cả hai đều có mặt vào vòng 16. Tôi thấy đó là cái điểm tuyệt diệu. Nếu mà nhìn chung thì đây là cái nhận xét của tôi, thưa với anh Xuân Nam, tôi có hai nhận xét. Cái nhận xét thứ nhất là những đội tuyển mà thành công ở các khu vực khác thì đều là những cái đội tuyển mà họ có cầu thủ đi đá ở tại châu Âu, và rõ ràng là những đường banh châu Âu, cú lửa châu Âu, cú sút châu Âu đã đem lại cho đến kết quả mà chúng ta hoàn toàn không ngạc nhiên. Rõ ràng là như vậy, thưa anh Xuân Nam. Hầu hết là mọi người đều bảo rằng là đúng, đội tuyển Nhật vào xứng đáng để vào vòng 16. Đội tuyển Nam Hàn cũng xứng đoán là xứng đáng vào vòng 16. Và nếu mà nhìn hai đội này, họ đã thắng biết bao nhiêu những cái đội tuyển lẫy lừng. Tôi xin được cử một thí dụ, chẳng hạn như là chuyện là họ thắng cả Đức, rồi là họ thắng cả Tây Ban Nha. Đó là cái điều mà không ai dám nghĩ đến. Riêng với là đội tuyển Bắc Hàn thì chẳng hạn là đưa Uruguay về nước, rồi là thắng cả Bồ Đào Nha. Đó cũng là những cái chuyện mà không ai có thể tin được. Nhưng mà rõ ràng điều đó có xảy ra trên sân cỏ. Cái điểm thứ nhì mà tôi để ý thấy ở World Cup năm nay, thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đây là World Cup đầu tiên mà tôi để ý thấy là năm đội tuyển đại diện cho châu Phi thì cả năm đội đều được ông huấn luyện viên đều là người gốc châu Phi. Thú thật với anh, đó là một điểm thật là bất ngờ. Và điểm đó nhiều người bảo với tôi cũng chẳng có ngạc nhiên, bởi vì những ông huấn luyện viên của châu Phi đã từng là những cầu thủ lẫy lừng khi mà họ còn đá ở trên sân của châu Âu. Họ đá cho Brazil, tôi xin lỗi, họ đá cho Tây Ban Nha, họ đá cho Anh, họ đá cho Pháp, vân 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 vân. Bây giờ tuổi của họ, họ đã rời sân cỏ nhưng mà họ vẫn trở lại với sân cỏ cho cái vai trò khác, tức là cái vai trò của những huấn luyện viên. Thì tôi thấy đó cũng là một điểm hay. Từ cái điểm hay đó thì tôi mới nghĩ ra một cái điều là như thế này, thì anh Xuân nào, ước gì mai mốt chúng ta cũng có những huấn luyện viên tương tự như là những huấn luyện viên của châu Phi, nhưng mà đấy là những dành cho những đội tuyển của châu Á. Thì tôi nghĩ rằng là điều đó cũng có thể xảy ra trong thời gian được chừng 5-7 năm nữa, thì là những cầu thủ của Nam Hàn, những cầu thủ của Nhật Bản họ bắt đầu lớn tuổi, họ rời sân cỏ, lúc đó thì cái vai trò của họ sẽ là vai trò của những huấn luyện viên. Và tôi nghĩ rằng là họ sẽ là những huấn luyện viên không chỉ cho đội Nhật Bản, không chỉ cho đội Nam Hàn, mà lại còn những cho những đội tuyển của những quốc gia khác, họ phải sửa soạn như vậy. Thì đó là cái điều mà tôi vừa mới nghĩ đến. Tôi nói với anh Xuân Nam là họ phải sửa soạn như vậy là bởi vì sao? Thưa anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, chúng ta mới đang ở những ngày đầu tiên của vòng 16 của World Cup Qatar năm 2022. Nhưng mà đến năm 2026 thì cái câu chuyện nó hoàn toàn khác. Năm 2026 thì là giải vô địch World Cup lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở ba quốc gia, tức là ở tại Hoa Kỳ, ở Mexico và ở tại Canada. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, lúc đó chúng ta có tới 48 đội chứ không phải chỉ có 32 đội như hiện nay. Và khi mà chúng ta có 48 đội, tức là ở các khu vực đương nhiên là cái số đội cũng sẽ tăng. Tôi xin đơn cử một thí dụ là ở châu Á. Hiện tại bây giờ là châu Á chỉ có 4,5, nhưng mà lúc sau đó thì châu Á có tới 9 đội, là thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, 9 đội. Như vậy thì bây giờ tôi nhìn sơ qua thì tôi thấy đây là những cái đội banh mà tôi dự đoán là họ sẽ có mặt ở 2026. Nhật Bản là một, Nam Hàn là hai, Iran là ba,
Korea rồi là Ả Rập Saudi là bốn. Đó là những cái đội banh mà lẫy lừng hiện tại bây giờ đang chiếm cái thế thượng phong ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Như vậy là mới có bốn, còn lại tới năm vé nữa thưa anh Xuân Nam à, thưa cùng với lại quý vị khán Theo thính anh là giả. ai? Trong năm năm vé đó thì tôi phải thấy rằng là rất có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy lại Bắc Hàn, rất có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy lại Trung Quốc, và tôi không ngạc nhiên nếu mà trong năm vé đó ở những năm đầu tiên thì tôi không nghĩ là có Việt Nam, nhưng mà ở từ năm 2030 trở đi thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng sẽ là một trong những ứng cử viên đáng được chú ý cho ở làng banh gia của thế giới. Đó là cái nhận xét của tôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì bây giờ quay trở lại với lại 2022, quay lại với lại những trận banh đang diễn ra tại sân Qatar ở Trung Đông. Tôi thấy như thế này, thế anh Xuân nào, tôi không biết rằng là bây giờ có quá sớm để mà đưa ra cái dự đoán của trận chung kết hay không. Nhưng mà nếu anh Xuân Nam và quý vị khán thính giả của Kali Today cho phép thì tôi xin phép được thưa như thế này. Tôi nghĩ rằng là năm nay trận chung kết vẫn là trận giữa một đội banh đại diện cho làng banh Nam Mỹ và một đội banh đại diện cho làng banh Âu Châu. Tôi nói như vậy thì tôi nghĩ là có lẽ là quý vị khán thính giả và anh Xuân Nam cũng sẽ đồng ý với tôi. Bởi vì chúng ta nhìn coi ở châu Âu hiện tại bây giờ, những đội banh chẳng hạn như đội Anh, đội Pháp, đội Tây Ban Nha đều là những đội đứng hàng đầu của thế giới. Và ở bên Nam Mỹ thì chúng ta có ai? Chúng ta đương nhiên là chúng ta nhìn thấy ông Brazil là cái ông mà lúc nào cũng được xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng của FIFA. Rồi bên cạnh đó là chúng ta cũng nhìn thấy Argentina. Chúng ta cũng nhìn thấy là Brazil và Argentina, tức là Á Căn Đình là đại diện cho làng banh Nam Mỹ. Đặc biệt nhất là năm nay là anh Messi, anh cầu thủ nổi bật của thế giới. Thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, anh đã 35 tuổi rồi và anh chưa 35 tuổi thì anh bảo rằng là đây có lẽ là trận đây là lần cuối cùng mà anh dự World Cup, bởi vì rõ ràng cái điều đó thì chúng tôi cũng nghĩ là có là lần cuối cùng. Lần sau ở năm 2026 tại Mỹ, tại Canada và tại Mexico, lúc đó nếu anh có tham dự thì anh cũng 39 tuổi. Thưa với anh Xuân Nam, cầu thủ cái bất kể là tài giỏi tới đâu, 39, 40 tuổi không thể nào mà đá lại với những cầu thủ mà trẻ tuổi hơn. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Thành ra là bởi như vậy, một lần nữa là tôi dự đoán là giải vô địch thế giới năm nay trong trận chung kết sẽ là có một đội đại diện cho làng banh châu Á, xin lỗi, đại diện cho làng banh châu Âu và một đội đại diện cho làng banh của Nam Mỹ. Câu hỏi cái chuyện cuối cùng mà chúng tôi xin thưa cùng với lại quý vị khán thính giả ngày hôm nay, nếu mà nói chuyện về vấn đề bóng tròn thì là tôi thấy rằng là sẽ đặt người sẽ đặt cái câu hỏi rằng là thế còn đội tuyển Mỹ thì sao? Câu trả lời của tôi là lần tới thì đội tuyển Mỹ sẽ ra sân ở sân nhà. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là hiện tại bây giờ các cầu thủ Hoa Kỳ tính trung bình tuổi của họ chỉ có 25 tuổi thôi. Thành ra là những cầu thủ trẻ tuổi này nếu mà họ được giữ lại thì là đến khi năm 2026 khi ra quân ở sân nhà họ mới có 29 tuổi. Thì thưa với anh Xuân Nam, ở trong làng thể thao thì nó có một cái chữ nó gọi rằng là đó là cái tuổi vàng, tuổi ngọc cho những người ra sân. Thành ra là bởi như vậy, dự đoán của tôi không dám là đi quá xa để mà nói rằng là đội tuyển Mỹ sẽ vào đến chung kết, nhưng mà tôi tin rằng là nếu mà ở tại sân Qatar chúng ta đã có thể vào được đến vòng trong, tức là vòng 16, thì cái chuyện là vào đến vòng 16 và có thể đi xa hơn một tí xíu là chuyện là có thể là xuất hiện ở vòng tứ kết của đội tuyển Hoa Kỳ vào năm 2026 là điều mà cá nhân tôi không ngạc nhiên thưa anh Xuân nào. Và đó là câu chuyện mà chúng tôi xin được mở đầu trước khi trở lại studio với anh Xuân Nam. Chỉ có một câu nhỏ về World Cup lần này, cái đội nào năm nay gây anh cái impress nặng nhất, mạnh, ấn tượng mạnh nhất? Tôi nghĩ rằng là đội ấn tượng mạnh nhất với lại cá nhân tôi thì vẫn là đội tuyển đương kim vô địch Pháp. Và hồi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đội Pháp đã thắng Ba Lan một cách rất là dễ dàng. Tôi nhìn thấy là đội Pháp họ có một cái dàn công rất là mạnh và đồng thời là thủ môn của đội tuyển Pháp cũng không phải là một anh vừa. Thành ra là
Khi mà nhìn đội tuyển thì nhiều người là nhìn từ phía trên, nhìn từ hàng tiền đạo trở xuống. Tôi thì tôi lại có một cái nhìn khác. Tôi nhìn từ phía dưới đi lên, tức là tôi nhìn thấy ở hàng, tôi nhìn thấy thủ môn, tôi nhìn thấy hàng hậu vệ, rồi sau đó là trung vệ, rồi là tiền đạo, vân 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 vân. Tôi chỉ có một cái điều là như thế này, thưa anh Xuân Nam, tất cả mọi người, coi như là cả thế giới đều khi mà nói đến đội tuyển Pháp, tức là đội tuyển gà trống xứ Gô Loa, thì họ đều nghĩ đến chuyện anh Mbappé là anh cầu thủ nổi bật. Đúng, anh ấy là cầu thủ nổi bật. Anh là một trong những, anh có thể sẽ đoạt giải vua phá lưới ở World Cup 2022. Nhưng mà thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Mbappé thì là một cầu thủ giỏi. Anh giỏi không chỉ ở cái lối nhận banh, không chỉ ở cú sút, mà anh còn là một lực sĩ về điền kinh. Lý do là tại sao như vậy? Khi mà Mbappé đã có banh ở trong sân là anh bắt đầu anh chạy, và cái chạy của anh thì thú thật với anh Xuân Nam, khó mà có thể có người nào mà chạy nhanh được như vậy. Nhưng mà so giữa Mbappé với lại Messi thì sao? Tôi thấy rằng là Mbappé có những cái giỏi của Mbappé rõ ràng là như thế, nhưng mà Messi nếu mà giữ được banh là một cầu thủ mà có trái banh mà giống như là làm ảo thuật bằng đôi chân của mình, thì có lẽ rằng là cái anh Messi của Argentina tài ba hơn. Tôi cũng rất mong là đội Pháp vào được đến chung kết, và tôi cũng rất mong là đội Argentina kỳ này cũng vào đến chung kết, như lá thư của anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Anh Dạ. Messi năm nay 35 tuổi, tôi mong anh có cơ hội vào đến chung kết một lần nữa, và tôi cũng phải nói thẳng là tôi ước mơ nhìn thấy anh giơ cao chiếc cúp vô địch bóng tròn thế giới. Đó đó là cái ước mơ của tôi. Nhưng thường thường cái ước mơ của tôi thì tôi phải thưa với anh một điều là như thế này: tôi có rất là nhiều ước mơ. Tôi có những cái ước mơ chẳng hạn như là tôi mong là làm sao Messi và Ronaldo, hai anh đó gặp nhau ở chung kết, thì cái đó cũng là một cái điểm tuyệt vời. Cái trận đó là cái trận chắc chắn là sẽ nổi bật. Nhưng mà thưa với anh Xuân Nam, điều đó khó có thể xảy ra. Hiện tại bây giờ thì tôi nghĩ rằng là Messi có cơ hội vào đến chung kết và đội tuyển Pháp có cơ hội vào đến chung kết. Chưa vội vã nói rằng là ai sẽ hơn ai, chưa vội vã nói rằng là Mbappe của bên Pháp hoặc là Messi của Argentina sẽ là cầu thủ nổi bật ở trong trận chung kết kỳ này. Ước mong của tôi là như vậy, nhưng mà chưa chắc đã xảy ra, thưa anh Xuân Nam. Thưa quý vị vừa có một cái giây phút a taste of football, một cái a taste of soccer, một cái hương vị của bóng đá qua World Cup qua Nguyễn Văn Khanh. Thưa quý vị, có lẽ lần tới chúng ta cứ tỉa tỉa từ đây chút xíu những update, những cập nhật về bóng đá trước khi ta sẽ có một buổi tiệc về trận chung kết. Tôi dùng trở lại trên tin tức chính trị đi xíu anh. Thì Dạ vâng. nước Mỹ có gì lạ với anh? Câu trả lời của tôi là nước Mỹ có rất nhiều cái chuyện lạ. Cái chuyện đầu tiên là thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán giả, nói chuyện thẳng vào nước Mỹ. Cho đến giờ phút này thì ông Kevin McCarthy, ông bạn của anh Xuân Nam, vẫn chưa có đủ vé để trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Tôi rất tiếc là phải thưa anh Xuân Nam là như thế. Thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, Đảng Cộng Hòa chắc chắn là sẽ nắm khối đa số, đó là điểm thứ nhất. Đảng Cộng Hòa chắc chắn là sẽ có 222 ghế dân biểu, đó là điểm thứ nhì. Đảng ông Kevin McCarthy cần 218 ghế để trở thành tân 218 phiếu để trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Và thưa anh Xuân Nam, ngày nào tôi trước khi đi ngủ tôi cũng đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hồi sáng ngày hôm nay trước khi xem những trận banh, xem những đường banh của đội tuyển Anh, xem những đường banh của đội tuyển Pháp, thì tôi cũng lại đếm một lần nữa, bởi vì tôi biết thể nào anh Xuân Nam có hỏi thế bây giờ ông được bao nhiêu phiếu rồi. Ông cần 218 phiếu và ông chỉ có 217 phiếu thôi, thì anh Xuân Nam thành ra là bởi như vậy. Lý do Tôi tại sao vậy anh? Lý do tại sao vậy lý do rất là dễ hiểu, là anh để ý thấy nhé, cách đây 2 tuần lễ thì Đảng Cộng Hòa họ có gặp nhau thì là để họ nói rằng là bây giờ chúng ta phải đề cử một người để ra tranh chức chủ tịch Hạ viện. Thì cái người mà họ được Đảng Cộng Hòa, được đa số Đảng Cộng Hòa chọn là ông Kevin McCarthy. Ông được 188 phiếu. Nhưng mà cái số phiếu không ủng hộ ông là 33 phiếu trên Xuân Nam.
33 phiếu không ủng hộ. Thì cho đến giờ phút này thì đã có 5 người trong số 33 đó, họ bảo rằng là tôi đừng mơ tưởng cái chuyện là tôi sẽ vận động cho ông, đừng mơ tưởng cái chuyện tôi sẽ bỏ phiếu cho ông, đừng mơ tưởng cái chuyện tôi sẽ mong có ngày ông trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Lý do là tại sao? Họ bảo rằng là ông Kevin McCarthy không phải là người Cộng hòa bảo thủ đúng mức. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, họ e ngại rằng là khi mà ông Kevin McCarthy lên làm chủ tân chủ tịch Hạ viện, lúc đó có thể là những cái điều mà họ mong đợi sẽ không bao giờ xảy ra. Họ mong đợi điều gì? Thưa anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, câu trả lời rất là dễ dàng. Luận luận tội, kết án và đuổi Joseph Biden ra khỏi tòa Bạch Ốc. Đó là điều mà những ông bà ở trong khối bảo thủ cực đoan và khối ủng hộ ông Donald Trump, họ muốn làm cái điều đó. Họ muốn là phải mở cuộc điều tra về con trai của ông Biden là Hunter Biden. Rồi là họ muốn nhiều chuyện lắm thêm cho nào. Tức là họ muốn làm sao để gây khó khăn cho ông Biden. Và họ nghĩ rằng là nếu mà gây khó khăn cho ông Biden trong 2 năm sắp đến, tức là ông Biden không có nhiều thì giờ để mà tính đến cái chuyện chính sách quốc gia, thì như vậy sẽ làm cái lợi thế có lợi hơn cho Đảng Cộng Hòa ở cuộc bầu cử năm 2024. Ông Kevin McCarthy thì ông trước hết, ông đã từng lên tiếng, ông nói ông đồng ý với những cái điều mà họ muốn làm. Nhưng mà sau này thì theo anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, ông đã trả lời một cái câu hỏi với lại, nếu tôi nhớ không lầm thì lại với lại Đài Fox, ông nói rằng là người dân Hoa Kỳ không có muốn trả thù chính trị, mà người dân Hoa Kỳ muốn là hai đảng cộng tác với nhau để mà làm việc. Đó là cái đường hướng ông nói như vậy cho người ta thấy đó là cái đường hướng mà ông sẽ thực hiện. Và nếu mà cái đường hướng ông thực hiện như vậy thì những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và những người mà thuộc phe bảo thủ cực đoan là họ sẽ lắc đầu. Thành ra là bởi như vậy, thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, một lần nữa ông Kevin McCarthy, bạn của anh Xuân Nam, ông mới có 217 phiếu và ông còn phải đi thương lượng với lại những người chống đối ông để ông có được 218 phiếu. Cái lá phiếu vàng đó tôi không biết bây giờ là ai nắm giữ, nhưng mà rõ ràng cái lá phiếu vàng đó là cái lá phiếu ông Kevin McCarthy cần, và cho đến giờ phút này ông Kevin McCarthy vẫn chưa có, thưa anh Sơn à. Nếu mà không đủ phiếu thì sẽ như thế nào thưa anh? Câu trả lời của tôi là Đảng Cộng Hòa là đang nắm đa số thì có thể là họ sẽ bỏ phiếu lần đầu, rồi sau đó không đủ phiếu họ bỏ phiếu lần nhì. Tức là họ có quyền làm cái điều đó. Đảng Dân Chủ đừng có bao giờ mơ tưởng là thiểu số mà nắm khối mà nắm chủ tịch Hạ viện. Câu trả lời là không. Bây giờ là cái cuộc bỏ phiếu đó là họ quyết định với nhau, và quyết định của Đảng Cộng Hòa là lần thứ nhất không được thì bỏ phiếu lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ nhì, thứ sáu. Rồi sau đó ông Kevin McCarthy ông sẽ gọi điện thoại cho Xuân Nam, ông bảo ông Xuân Nam ơi, thôi tôi chán lắm rồi, tôi để cái chức vụ đó cho người khác. Và lúc đó thì có thể là người ta sẽ lựa một người khác để mà ra thay thế cho ông Kevin McCarthy. Nếu mà cái cuộc bỏ phiếu nó kéo dài, nó qua nhiều đợt quá mà ông vẫn không đủ 218 phiếu để làm chủ tịch Hạ viện. Đó là cái nhìn của tôi, thưa anh Xuân Nam. Khá thú vị. Và trong chính trường Hoa Kỳ còn vấn đề nào đáng để anh đề cập? Còn thưa anh Xuân Nam, còn có một điều nữa mà tôi cũng phải xin phép được thưa ở đây. Hôm tuần vừa rồi thì là trong cuộc họp báo với lại Tổng thống Macron của nước Pháp, thì là hôm thứ Năm vừa rồi thì đúng hơn, thì là Tổng thống Hoa Kỳ ông Joseph Biden có nói một điều. Ông nói rằng là ông đã sẵn sàng để gặp ông Putin, để nói chuyện với ông Putin của Nga về cuộc chiến của Ukraine. Và ông cũng nói rõ ràng luôn là đương nhiên là cái nước buổi gặp gỡ này sẽ thành hình với điều kiện là ông Putin là phải có thiện chí muốn chấm dứt cuộc chiến. Và đồng thời ông cũng cho biết thêm là khi mà ông thảo luận với Putin là ông sẽ tham khảo ý kiến với lại các quốc gia đồng minh NATO. Cái điều mà ông Biden nói ra thì tôi đã từng dự đoán cái điều này sẽ xảy ra rất lâu rồi, thưa anh Xuân Nam. Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên, anh Xuân Nam còn nhớ hai anh em mình đã thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của Cali Today rằng là mình bảo rằng là cái chuyện cuộc chiến này
này sẽ không phải là cuộc chiến để giải quyết ở chính ở chiến trường, mà sẽ giải quyết bằng cái đường lối ngoại giao. Tức là họ muốn đi tìm một cái giải pháp để giải quyết cái cuộc chiến Ukraine. Và thưa với anh Xuân Nam, như vậy thì tôi hiểu, tôi tin chắc chắn sẽ có ngày ông Biden sẽ nói cái điều đó. Và như vậy thì tôi sẽ nhìn thấy như thế nào? Tôi cũng nhìn thấy là từng có thời ông Biden ông bảo là cái cuộc chiến này là cái cuộc chiến phải do người dân Ukraine quyết định, và Tổng thống Zelensky của Ukraine là cái người sẽ quyết định là nói chuyện hòa bình hay không nói chuyện hòa bình với lại quân Nga. Điều mà tôi vừa mới trình bày và có lẽ là với lại quý vị khán thính giả của Kali Today, những người nào mà ở cái tuổi từ 70 trở lên giống tôi với anh Xuân Nam thì có lẽ là họ sẽ nhớ lại cái câu chuyện của cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam ngày xưa cũng y chang như vậy, cho đến giờ phút này như vậy. Cuộc chiến đó là cuộc chiến mà người dân Việt Nam phải quyết định. Cuộc chiến đó là cuộc chiến của người dân Việt Nam, và người dân Việt Nam họ sẽ quyết định là giải pháp hòa bình như thế nào. Tôi còn nhớ thời gian trước 73 thì chúng ta cũng nói như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng sau thì là ông Nixon, ông đi Trung Quốc, và khi ông đi Trung Quốc xong á thì ông về, ông lại nói chuyện hòa bình, và ông bắt đầu ông nói chuyện hòa bình với ai? Ông nói chuyện hòa bình với Cộng sản Bắc Việt và với mặt trận giải phóng miền Nam. Lần này tôi nhìn thấy nó mới giống có bước đầu đấy. Ông Tập Cận Bình gặp ông Biden ở một hội nghị ở tại Indonesia. Sau đó là ông Biden về nước, ông gặp ông Macron, ông Tổng thống Pháp, là một trong những sứ giả hòa bình. Anh Xuân Nam còn nhớ là một trong những sứ giả hòa bình trong những ngày đầu tiên. Và ông cho biết rằng là ông Biden cho biết là ông sẵn sàng gặp ông Putin. Tôi không dám nói rằng là ông Biden sẽ đi theo cái bài bản của ông Nixon trước đây, nhưng mà thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi chỉ muốn xin thưa một điều như thế này. Có lẽ là ông Biden cần phải học lại những cái bài học lịch sử, hoặc là cần phải có người nhắc ông Biden những cái bài học lịch sử. Bài học lịch sử đó là bài học ở Việt Nam. Bài học lịch sử là ở Việt Nam. Khi mà chính phủ, một cái bài học lịch sử là bài học ở Afghanistan, khi mà chính phủ của cựu tổng thống đã, thưa cũng phải là quý vị khán thính giả, khi mà đồng minh của mình mà đi nói chuyện trực tiếp với kẻ thù của mình, thì tôi e rằng là cái đó không phải là cái hay lắm. Tôi cũng phải xin thưa thêm với anh Xuân Nam một điều là như thế này. Khi mà hồi năm 1973 thì là lúc đó là một trong cái giải pháp được nói đến là cái giải pháp để cho Hoa Kỳ rút quân, và người ta gọi là hòa bình trong danh dự. Có lẽ anh Xuân Nam còn nhớ đến cái câu chuyện mà tôi vừa đặt ra. Vâng, thưa anh Xuân Nam, khi mà nói chuyện như vậy thì là cuối cùng thì là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đưa ra cái đòi hỏi là Bắc Việt phải rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì là chúng ta có ngưng bắn ra bèo, ai ở chỗ nào thì ở chỗ này. Và thưa anh Xuân Nam, tôi còn nhớ ông Zelensky, ông bảo rằng là như thế này. Ông Zelensky ông bảo là người dân Ukraine đặt tôi lên làm tổng thống, họ chọn tôi làm tổng thống là bởi vì họ muốn tôi là tổng thống của cả một nước Ukraine, chứ không phải là một nửa nước Ukraine, cũng không phải là 2 phần 3 của nước Ukraine. Tôi mong là những cái điều đó ông Biden sẽ có người nhắc nhở ông Biden, để cái lịch sử mà chúng ta đã đi qua, mà nước Mỹ đã đi qua trước đây sẽ không tái diễn ở cái trường hợp của Ukraine. Nên nhớ rằng là cuộc chiến ở Việt Nam và cuộc chiến ở Afghanistan đó là cuộc chiến không phải nhằm, không cần cái chiến thắng ở chính trường, ở chiến trường, mà cuộc chiến đó được giải quyết ở tòa Bạch Ốc, ở Quốc hội, ở tại Washington DC. Tôi mong rằng là điều đó sẽ không xảy ra với người dân Ukraine, với binh sĩ Ukraine và với chính phủ Ukraine. Nhưng mà thưa với anh Xuân Nam và quý vị khán thính giả của Cali Today, cho phép tôi được lo âu, bởi vì tôi sợ là cái bước cũ nó sẽ đi, và tôi thấy dường như nó đi giống nhau quá, anh Xuân Nam. Đôi khi cái sách được ta quen thuộc quá,
Bây giờ Nhưng mà thưa anh Xuân Nam, tôi xin lỗi ngắt lời anh ở đây. Nó quen thuộc nhưng mà nó không hay. Anh Xuân Nam thấy cái điều đó không? Bây đúng giờ rồi. ngay cả ngay ngay cả cái chuyện, một cái chuyện rất là bình thường, là chúng ta bây giờ là chúng ta có thể mến mộ một cô ca sĩ, nhưng mà cứ cả 10 lần đi xem cô đều hát một bài chúng ta cũng không thích, chúng ta không muốn cô hát những cái bài mới đó, huống chi là trong chính trường và trong chính trị. Thưa anh Xuân Nam, cái cuộc chiến ở tại Ukraine là chúng ta đang trên đà chiến thắng, giống như y hệt như là cuộc chiến ở Việt Nam cái thời đó, chúng ta đang trên đà chiến thắng. Thành ra là nên để cho cuộc chiến được giải quyết ở chiến trường, chứ đừng để cho mấy ông bà chính trị gia ngồi tòa Bạch Ốc, ngồi ở tại Quốc hội, ngồi tại Washington DC giải quyết một cái cuộc chiến. Thành ra là đến lúc sau này, tôi còn nhớ là rất nhiều vị tướng lãnh, trong đó có cả ông Westmoreland. Ông có một lần ông bảo với tôi là rất tiếc, cái cuộc chiến này là chúng ta không thắng được, là vì nó không giải quyết được chiến trường. Và tôi một lần nữa, tôi xin phép được nhắc lại, tôi không nghĩ là ông Biden sẽ đi đúng cái con đường như cũ, nhưng mà tôi mong rằng là phải có người nhắc nhở cho ông Biden biết rằng là cái con đường cũ đã đi ở Afghanistan và ở Việt Nam, đó là cái con đường hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn sai lầm và hoàn toàn sai lầm. Thưa về Xuân Nam. Cái nỗi lo âu đó thì rất là nhiều người cũng đang lo âu như hiện nay, và vì chiến trường Ukraine hiện nay vẫn giằng co, chắc nó phải giải quyết bằng một thế chính trị, đúng không? Thì trong khi đó là tại Mỹ thì Quốc hội đang có một cái Hạ viện đang rơi vào tay Cộng hòa nữa, chưa chắc họ ủng hộ đường lối như 2 năm vừa qua của ông Biden, thì chúng ta biết nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Thì một cái thay đổi đó thì anh Khanh đã đưa ra cái dự đoán, và tôi nghĩ nó cũng sẽ là như vậy, nhưng để tự xem sao. Về cái vấn đề của Ukraine, anh muốn nói gì nữa không, về sự can thiệp của Mỹ muốn nói gì nữa không, trước khi ta có câu hỏi cuối cùng cho anh? Dạ vâng, vấn đề Ukraine này chỉ có như vậy thôi anh Xuân Nam. Tôi mong rằng là ông Biden, có người nhắc nhở ông Biden nói rằng là ông ơi, chúng ta đã có hai cái bài học quan trọng, là và cái điểm và cái điều quan trọng nhất là người dân của những quốc gia, người dân như là người dân Ukraine thì đương nhiên là họ cũng mong muốn hòa bình, nhưng mà có lẽ rằng là cái hòa bình của họ thì không phải là cái hòa bình giống như ông Nixon đã làm và giống như ông Donald Trump đã làm với lại ở tại Afghanistan. Ông Nixon thì làm ở Việt Nam. Thành ra bởi vậy tôi xin phép được nhắc lại là tôi mong có người nhắc ông Biden rằng thưa cụ Biden, vâng, Mai năm hai cái đường, mai hai mai năm hai xem cái lối ngày xưa chúng ta làm là vâng là chặt đường rầy cả hai, và rõ mai ràng là năm như mua vậy. vé Thưa máy anh Xuân bay Nam, mai năm mua vé bay thứ nhất là lên Hoa Đình Đốn thăm anh, thứ hai là ghé tòa Bạch Ốc thăm dạ Biden, vâng cái nhắc ông tiếng vâng và nhắc ông ấy, vâng, và ông. anh ghé thăm này anh phải nhắc ông như vậy. Dạ vâng, dạ vâng Bây giờ nói câu với hỏi ông rằng là chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi cảm ơn nước Mỹ, chúng tôi cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi cảm ơn người dân Hoa Kỳ đã bảo bọc và chăm sóc chúng tôi trong suốt bao nhiêu năm trời vừa qua, cho cộng đồng chúng tôi có cơ hội để vững mạnh, cho cộng đồng chúng tôi lớn lên và cho cộng đồng chúng tôi trở thành một trong cộng đồng nổi bật trong xã hội của Hoa Kỳ. Nhưng mà cũng phải nói với ông, sao nói với ông Biden một điều là thưa với ông, thật sự là chúng tôi đâu có mong ở đấy đó, chúng tôi yêu nước Mỹ nhưng mà chúng tôi có một cái quê hương đó. Thành ra là bởi như vậy đó, nếu mà ông Nixon đừng có nói chuyện với lại quân đội, với lại miền Bắc, ông Nixon giữ cái lập trường của chúng tôi thì cái câu chuyện có thể nó hoàn toàn khác. Nhưng mà có lần tôi còn nhớ là có, tôi bảo với anh Sơn Nam, người Mỹ là họ không có nhẫn nại anh Sơn Nam ạ. Đó, thành ra là khi mà cuộc chiến Ukraine là chúng ta đồng ý ủng hộ Ukraine thì họ nghĩ chắc là chừng khoảng 2-3 tuần là nó xong, nhưng mà bây giờ là tới cả 11 tháng rồi đó. Thành ra là bởi như thế, chúng ta đã bước vào tháng thứ 11 rồi. Họ bảo ồ, như vậy thì xa vời quá. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì nữa, cứ mỗi bây giờ họ tính sơ sơ mỗi một tháng là chúng ta bỏ tới mười mấy tỷ đô la vào trong đó, thì họ đương nhiên là họ sẽ phải khó chịu thế thôi. Dạ, thì mình hiểu được cái điểm đó trên Xuân nào. Có lẽ tôi không hỏi câu này bên Khanh thì quý vị độc giả trách tôi.
Bởi vì anh Khanh là có thể có nhiều kiến thức nhất để nói vấn đề này, là cái chuyện lộn xộn của đất nước Trung Quốc bây giờ như thế nào rồi anh? Câu trả lời của tôi rằng là tôi thấy là cái lộn xộn nước Trung Quốc là hiện tại bây giờ nó là giống như một cái lò lửa, nhưng mà cái lò lửa nó đang tạm 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 yên. Thưa với anh Xuân Nam, nó là một cái lò lửa, ai cũng nhìn thấy rõ ràng đó là một cái lò lửa, nhưng mà hiện tại bây giờ nó chưa có bừng cháy như là người ta trông đợi. Nhưng điểm đó không có nghĩa rằng là nó sẽ không cái ngọn lửa nó không không tái phát. Anh Xuân Nam phải để ý thấy như thế này. Hiện tại bây giờ thì là Trung Quốc và công an Trung, hay nói đúng phải nói rõ ràng là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ đang áp dụng một cái giải pháp đó chúng ta đã nhìn thấy từ bao nhiêu lâu rồi, tức là đàn áp những người đối lập, bắt giữ những người đối lập và họ đi đến tận từng nhà, từng khu vực để mà họ truy lùng những người đã tham gia biểu tình. Thưa với anh Xuân Nam và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, lúc đó thì là cái tình hình nó sẽ rất là khó khăn. Nó khó khăn cho những người mong muốn là lên tiếng để mà đòi họ ước mong là có ngày họ được lên tiếng để đòi hỏi tự do và công bằng cho chính cá nhân họ và cho thân nhân của họ. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện rất là dễ, nó không phải là cái chuyện dễ dàng. Bên cạnh đó thì lại còn một cái yếu tố khác nữa, thưa anh Xuân Nam. Người dân Trung Quốc thì tôi nghĩ là nếu mà nói với người dân Trung Quốc thì cũng không đúng, mà người dân của các quốc gia cộng sản thì hai họ thường hay dễ dãi lắm Xuân Nam, tức là giống như ở Việt Nam như vậy, người ta bảo là không có đảng thì làm sao mà giờ này nhà nào cũng có xe Honda, anh Xuân Nam còn nhớ như vậy. Nhưng mà họ có một điều là nếu mà đừng có đảng thì giờ này nhà nào cũng có xe hơi, họ họ không nghĩ đến cái điều đó, tức là từ xe đạp mà bây giờ được xe Honda là họ vui rồi. Đó là cái câu chuyện của Trung Quốc, cũng là cái câu chuyện của Trung Quốc. Thì tôi không phải xin phép thưa với anh Xuân Nam ở đây, tôi có một lần tôi có dịp nói chuyện với lại anh Vương Đan. Anh Vương Đan là một trong lãnh tụ sinh viên ở Thiên An Môn. Tôi hỏi rằng là ở Trung Quốc cái gì là cái điều gì là cái điều anh sợ nhất, thì anh Vương Đan anh bảo với tôi là cái điều anh sợ nhất không hẳn đã là công an, mà anh sợ là cái thái độ dễ dãi của người dân Hoa Lục, tức là người dân Hoa Lục đang đói khát. Thôi bây giờ cứ mỗi ngày cho họ thêm 1 kg gạo, người dân Hoa Lục đang đói khát thì cứ mỗi ngày cho họ thêm mỗi tháng cho họ thêm 1 con gà, như vậy là họ vui rồi. Thành ra là bởi vậy đó là cái tình hình Trung Quốc hiện nay, thưa anh Xuân Hà. Câu hỏi phụ cuối cùng, điều đó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào thưa anh? Tôi thấy rằng là hiện tại bây giờ là phía Việt Nam và Trung Quốc đi một con đường giống y như nhau. Khi mà chuyện xảy ra Trung Quốc thì là ở phía Việt Nam bắn tiếng, nghĩa là họ họ khéo léo nói với nhau là cái chuyện xảy ra Trung Quốc là bởi vì có thế lực thù địch, có phản động gây nên. Và đương nhiên là bây giờ là Trung Quốc đã chính thức lên tiếng nói là thế lực thù địch, Trung Quốc đã lên tiếng nói là bọn phản động gây nên và đi tìm bắt những thế lực thù địch và bọn phản động. Và Việt Nam cũng sẽ áp dụng cái điều đó trong những ngày sắp đến để ngăn chặn hẳn, không cho cái câu chuyện xảy ra Trung Quốc có thể xảy ra Việt Nam. Đó là cái điểm mà tôi để ý thấy. Quý vị vừa nghe phần nhận định, bình luận và tin tức của ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC, từ Hoa Đình Đốn, thưa quý vị. Và chúng tôi rất cảm ơn anh cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại anh trong lần tới. Xin chào anh và kính chào quý vị. Dạ vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn Xuân Nam và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả. Cảm ơn. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Cali Today. Xin cảm ơn anh.